Hello, xin chào cả nhà. Mấy ngày gần Tết chắc nhà mình ai cũng bận rộn đi mua sắm. Bữa nay chị em mình cũng bon chen đi chợ Tết ở Springvale. Đây là khu chợ người Việt lớn nhất ở Melbourne. Từ nhà mình lái xe lên đây cũng khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Bữa nay là gần Tết nên chợ khá là đông. Cái bánh này không biết là bánh gì mà nó nhìn giống như là bánh thửng. Lúc nhỏ mình ở Mỹ Tho, mình rất là thích ăn bánh thửng. Lâu lắm rồi mình chưa được ăn lại món này. Wow, cherry ngon quá ha. Ê, bự bự không ha? Nhiêu ký chị? 20 đồng. À, bây giờ là 20 đồng ký. Xèo. Tới giờ sale rồi. Ê, chôm chôm sale kìa. Chôm chôm sale kìa, qua bển coi. Vua hả? Chợ này vui chứ. Bao nhiêu hiện? Giờ này cũng trưa, khoảng 3 giờ chiều nên là chợ trái cây người ta cũng bắt đầu sale. Chợ này là chợ lớn cho nên là bán đầy đủ các loại trái cây ngon và tươi, có cả lâm chôm, mít và nhãn. Ở Melbourne thì người ta không có trồng được mấy cái loại trái cây Việt Nam này đâu. Người ta thường nhập từ Darwin hay Queensland về đó cả nhà, những khu tropical của Úc. Ê, hình như sale này chị. Hả? À, nhãn sale kìa, bao nhiêu bịch? 8 lại gì? 25 đồng. Dạ. 25 đồng quá vậy. Cherry kìa, 25 đồng luôn kìa. Cherry không, cherry 15 đồng. Ồ, 15 đồng, bé sồ luôn kìa. Em thử không? Em thử đi. Cherry sale, cherry sale. Wow, mít nhiều quá nè, bên này ăn quá trời. Nhìn thấy mít lâm chôm và cherry ngon và sale giá cũng rẻ nên là tụi mình mua. Bà chủ tiệm rất là dễ thương, chụp hình lưu niệm cho tụi mình ăn cherry thử. Suy tưởng là tụi mình là dân du lịch từ xa tới. Có cái anh Tây này á, thấy mình quay phim nên đưa tay lên, thích cười không nè. Bánh tiêu, bánh bao, bánh mì. Chợ Springvale thì rất là lớn, nhiều khu. Bây giờ tụi mình di chuyển qua một cái khu khác để xem coi trong này bán gì nha. À, vui ha. Chợ Springvale vui, bánh mì nha mọi người. Khu chợ bên này thì rộng rãi và có nhiều chỗ ngồi thoải mái. Có tiệm bánh và cà phê Bon Bon, tiệm này bán bánh ngọt rất là ngon. Bán dụng cụ đồ bếp quá trời luôn. Bán bông hoa chân tết. Wow, đẹp quá. Oh wow.
Wow, ở đây cũng có cô thư quán nữa nè. Tiệm này bán nhiều đồ ăn vặt như là canh bún, bột chiên, bánh tráng trộn, toàn là những món mình thích. Đi một hồi thì mệt nên là tụi mình kiếm chỗ ngồi ăn trái cây. Wow, mít chôm chôm ngon quá cả nhà ơi. Chôm chôm sale có 20 đồng, mít thì 25 đồng ký, cherry ngọt mà sale chỉ có 15 đồng một ký thôi. Quá đã luôn. Bữa nay ở ngoài có hội chợ Tết nhưng mà nóng lắm cả nhà ơi, tới 35 độ, nắng thì gắt, ra ngoài một lát là muốn cháy da luôn. Đông. Hồi là khát nước nên thấy giọng trà thèm quá. Chị em mình vô xếp hàng mua trà sữa. Rồi mình xin tạm ngưng video ở đây. Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý. Nhớ ủng hộ subscribe cho kênh của mình nha cả nhà yêu. Bye bye.